Drama Long Sao Dưa 30k của cô giáo mầm non là gì mà gây xôn xao mạng xã hội? Mới đây, cộng đồng mạng một phen xôn xao với drama Long Sao Dưa 30k gây chấn động. Theo như diễn biến sự việc được đăng tải, con giáp thứ 13 không chỉ ngang nhiên qua lại với chồng người khác, còn có thái độ ghen tuông với chính thức. Cụ thể, một cô giáo mầm non do chồng sức khỏe yếu nên đã ra ngoài tìm kiếm một người đàn ông khác để đáp ứng nhu cầu của mình. Từ đó, mối quan hệ ngoài luồng của cả hai bắt đầu và ngày càng lún sâu, thậm chí là có những suy nghĩ tranh giành với vợ người ta. Theo như tố cáo, danh tính của Tiểu Tam là cô giáo Trương Thị L, hiện đang dạy tại một trường mầm non thuộc huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Qua ghi nhận, bài đăng bóc phốt con giáp thứ 13 do chính thức đăng tải lên mạng xã hội. Người này hỏi ý kiến dân tình xem nên xử lý cặp đôi ngoại tình này như thế nào. Cụ thể, tài khoản DH cho biết, tình cảm chân thành cũng không bằng một đĩa lòng xào dưa, cô giáo thích đi giật chồng người. Cô giáo mầm non đấy các bác ạ, gương mặt vàng trong làng con giáp thứ 13, có chồng con rồi vẫn qua lại với người có gia đình, đi nhà nghỉ như đi chợ, lại còn quay ra ghen tuông, không cho người yêu ngủ với chính thức. Đính kèm bài viết là loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn mùi mẫn của cô giáo mầm non với tình nhân. Vụ việc trên ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã trở thành đề tài được mọi người quan tâm bàn tán. Hàng loạt bài đăng liên quan đến chuyện lòng xào dưa được bàn luận khắp các hội nhóm Facebook. Chiều hôm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Sương đã chỉ đạo trường mầm non Thanh Nê yêu cầu nữ giáo viên Trương Thị L nghi vấn có quan hệ bất chính tường trình gây ồn ào mạng xã hội những ngày qua. Theo đó, cô L cũng nhận có tin nhắn trêu đùa nhưng không ngờ sự việc lại đi xa như vậy. Cũng theo nguồn tin, những ngày qua, cô L bị ảnh hưởng tâm lý nên xin nghỉ một vài ngày để giải quyết việc riêng. Hiện lãnh đạo địa phương đã yêu cầu ban giám hiệu trường mầm non thị trấn Thanh Nê báo cáo về những ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến cô giáo của trường. Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô giáo Trương Thị L làm giải trình. Nhà trường cũng đã tạm dừng công tác giảng dạy đối với cô L để giáo viên này tập trung viết tường trình, vị lãnh đạo này nói. Còn bạn, bạn thấy sao về trend lòng xào dưa 30k này? Bình luận rôm rã cho chúng tôi biết với nha. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.